Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Studio. Và như chúng ta đã biết thì trong thị trường smartphone giá rẻ hiện nay thì có quá là nhiều những cái sản phẩm này đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Nhưng mà không phải vì thế mà các nhà sản xuất khác lại không cho ra được những cái sản phẩm giá rẻ với chất lượng cao. Và những làn sóng anti đồ tàu ngày nay thì lại càng mạnh mẽ hơn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những chiếc smartphone không có xuất xứ từ Trung Quốc mà vẫn đảm bảo cho các bạn tiêu chí đó là mức giá rẻ chỉ hơn 3 triệu đồng. Và chúng ta hãy bắt đầu ngay nhé. Đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là chiếc điện thoại LG V30. LG V30 có màn hình đó là 6 inch. Mặt trước của LG V30 là màn hình chiếm hầu như là toàn bộ diện tích với các viền rất là mỏng ở cả bốn cạnh. Màn hình OLED của LG V30 có độ phân giải đó là 2K, tỷ lệ là 18:9. Vì là sử dụng màn hình OLED cho nên là màn hình của V30 sẽ không quá là sáng như là LED hay là LCD. Nhưng mà bù lại thì nó lại hiển thị màu đen rất là sâu, hiển thị dưới ánh sáng mặt trời cũng rất là tốt. Các góc nhìn thì khá là rộng và màu sắc thì không quá là rực rỡ. LG V30 của chúng ta có camera kép ở mặt sau, một camera góc rộng là 13 megapixel, khẩu độ f/1.9 và một camera thông thường 16 megapixel với khẩu độ đó là f/1.6. Những bức hình do V30 chụp được ban ngày thì có màu sắc rất là trung thực cũng như là đạt được cái độ chi tiết khá là cao. Camera trước của chiếc máy này có độ phân giải đó là 5 megapixel và cũng là góc rộng, cho phép chúng ta có thể lựa chọn giữa hai chế độ selfie. Thứ nhất đó là góc rộng để chụp nhóm này và thứ hai đó là chụp cận cảnh để chụp đơn. Và điều để khiến chúng ta nghi ngại nhất ở LG V30 đó chính là thời lượng pin. Chiếc máy này thì chỉ có một cục pin đó là 3300 mAh, nhưng mà đã được LG tối ưu hóa rất là tốt. Trung bình nếu như chúng ta chỉ dùng để lướt web và dùng một số những cái ứng dụng cơ bản mà thôi thì đến cuối ngày thì V30 của chúng ta vẫn còn đâu đó khoảng là hơn 50% pin. Và V30 của chúng ta còn có hỗ trợ sạc không dây và sạc nhanh thông qua cổng USB Type-C. Và điểm qua về thông số cấu hình thì LG V30 sử dụng con chip đó là Snapdragon 835 cùng với 4GB RAM, 64GB hoặc là 128GB bộ nhớ trong, trang bị chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68. Chiếc điện thoại thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là chiếc điện thoại V Smart Life. V Smart Life có mặt lưng bằng nhựa giả kính, bởi vậy mà chiếc máy này có một cái trọng lượng khá là nhẹ. V Smart Life thì không gây cho chúng ta cái cảm giác nặng nề khi mà chúng ta bỏ vào túi áo túi quần. Và ngoài ra thì người dùng chúng ta cũng không phải quá là lo lắng đến cái chuyện là có lỡ làm rơi vỡ hay là móp méo như là với những chiếc điện thoại mà sử dụng kính hay là kim loại. Ở mặt trước thì V Smart Life được trang bị một màn hình không khiếm khuyết, không tai thỏ, không giọt nước. Và màn hình này thì có kích thước đó là 6,2 inch, kèm với đó là độ phân giải Full HD cộng và có tỷ lệ đó là 18:5:9. Và đây cũng là chiếc V Smart đầu tiên được trang bị màn hình sử dụng công nghệ đó là AMOLED. Chất lượng hiển thị của chiếc máy này thì khá là tốt. Về camera, V Smart Life của chúng ta sở hữu 3 camera, bao gồm camera chính đó là 48 megapixel, khẩu độ f/1.7, camera đo chiều sâu 5 megapixel, có khẩu độ đó là f/1.9 và camera góc siêu rộng là 8 megapixel, có khẩu độ là f/2.2. Nhắc qua một chút về thông số cấu hình của V Smart Life, chiếc máy này được trang bị con chip đó là Snapdragon 675 đi kèm dung lượng RAM là 4 hoặc là 6GB và 64GB bộ nhớ lưu trữ. Và lưu ý là chiếc máy này thì không có hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng và chỉ có duy nhất một tùy chọn bộ nhớ đó là 64GB mà thôi. Và con chip Snapdragon 675 hiện tại thì vẫn là một trong những con chip mạnh mẽ nhất trong phân khúc tầm trung này. Và tất nhiên là với sự tối ưu hóa từ phần mềm VOS cùng với phiên bản Android 9 Pie mới nhất thì các tác vụ sử dụng hàng ngày sẽ rất là mượt mà và chúng ta không có gì để chê cả. Và thậm chí là chiếc máy này còn chơi được cả một số những cái tựa game nặng hiện nay như là PUBG Mobile một cách rất là mượt mà. V Smart Life của chúng ta thì được trang bị một viên pin có dung lượng đó là 4000 mAh cho cái thời lượng chúng ta on screen với tất cả những cái tác vụ hỗn hợp lên tới gần là 5 tiếng. Và có thể nói là với thời lượng pin của V Smart Life như vậy thì sẽ dễ dàng khiến cho người dùng chúng ta có thể là hài lòng và là một điểm mạnh của chiếc máy này. Và không chỉ thời lượng pin tốt, V Smart Life còn có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh đó là Quick Charge 3.0 với củ sạc nhanh được tặng kèm trong hộp mà người dùng chúng ta sẽ không phải mua thêm. Và chiếc điện thoại tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngay sau đây đó chính là một đại diện đến từ nhà Apple, đó là chiếc điện thoại iPhone 7. Có lẽ là mình sẽ không phải nói quá là nhiều về sản phẩm này nữa. Về iPhone 7 nói riêng và những chiếc iPhone cũ nói chung, dù đã trải qua thời gian, chỉ có giảm giá chứ hiệu năng thì vẫn rất là ổn. Với hệ điều hành đó là iOS kín và tối ưu hóa cực kỳ là tốt cho hiệu năng của sản phẩm mà Apple đã mang lại. Về cấu hình của sản phẩm này trong năm 2019 thì chắc chắn đây sẽ là một cái sự lựa chọn phù hợp nhất cho các bạn. Nếu như các bạn muốn có được một sản phẩm của nhà Apple này, trải nghiệm vừa đủ với chơi game và lướt web, cùng với đó là một hệ điều hành kín như là iOS. Và với cấu hình của iPhone 7 như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng từ 2 đến 3 năm nữa mà ít có trường hợp là xuống máy.
Chiếc điện thoại tiếp theo sẽ là một đối thủ lớn nhất của nhà Apple. Mình xin giới thiệu với các bạn đó là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge. Ở thời điểm hiện tại thì Galaxy S7 Edge của chúng ta vẫn là một trong những cái sản phẩm rất là đáng mua. S7 Edge thì có một cái thiết kế kiểu dáng rất là thon gọn này, màn hình cong, viền bo tròn, khi mà cầm nắm thì vô cùng là thoải mái. Màn hình của chúng ta có tỷ lệ đó là 5.5 inch, tỷ lệ là 16:9, có độ phân giải là 2K. Tấm màn Super OLED thì hiển thị vô cùng là chân thực cũng như là sắc nét. Khác với các dòng điện thoại mới của nhà Samsung thì S7 Edge của chúng ta với thiết kế phím Home đi kèm với vân tay. Và thiết kế này thì vẫn là một trong những cái điểm mà các nhà Samfan rất là thích thú. Và thay vì chúng ta phải chạm để mở khóa vân tay ở mặt lưng như là trên S8 hay là S9 thì mở khóa vân tay ở mặt trước phải nói là rất là tiện cũng như là nhanh gọn hơn rất là nhiều. Và mặc dù đã ra mắt khá là lâu, nhưng mà Galaxy S7 Edge của chúng ta thì vẫn được trang bị camera với độ phân giải đó là 12 megapixel, hệt như là trên các dòng S8, S9 bây giờ. Và khẩu độ của camera này đó là f/1.7, tích hợp ổn định quang học OIS giúp cho việc chúng ta chụp ảnh thiếu sáng cũng trở nên vô cùng là dễ dàng. S7 Edge của chúng ta thì gồm cả phiên bản Hàn và Mỹ, được trang bị hai con chip mạnh mẽ đó là Exynos 8890 và Snapdragon 820. Và đây thì không phải là con chip mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng mà đây thì quả thực vẫn là một trong những cái con chip mà có thể khiến cho chúng ta có được những cái trải nghiệm vừa đủ mà không hề sợ gặp phải cái tình trạng như là giật lag trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Và thời lượng pin của chiếc điện thoại này đó là 3600 mAh, lớn hơn dung lượng pin của S8. Và với thời lượng pin như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái cả một ngày dài mà không hề lo hết pin. Và chiếc điện thoại cuối cùng trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay đó là một đại diện đến từ nhà Sony, đó chính là chiếc điện thoại Sony XZ1. Sony Xperia XZ1 dù không có thiết kế quá là mới mẻ, nhưng mà nó vẫn là một trong những cái chiếc điện thoại mang lại cho chúng ta một cái đẳng cấp rất là riêng biệt khi mà chúng ta sử dụng nó. Cảm giác cầm nắm Sony XZ1 thì phải nói là rất là tốt này. Chiếc máy này thì có màn hình chỉ là 5.2 inch thôi, cho nên là nó cực kỳ là nhỏ gọn. Và độ mỏng của chiếc máy này đó là 7.4mm, cùng với đó là một con số rất là đáng khen của nhà Sony. Lớp vỏ kim loại cứng cáp và cao cấp của chiếc máy này tạo cho chúng ta một cái cảm giác cầm nắm vô cùng là thích tay. Phần kính mặt trước hoàn toàn liền mạch với khung viền kim loại nguyên khối chắc chắn. Xét về kiểu dáng thì Xperia XZ1 của chúng ta thì với những người mà không thích Sony thì sẽ cho rằng là hơi nhàm chán, nhưng mà thật ra chính kiểu thiết kế này mới làm nên cái chất riêng của nhà Sony. Khi mà tất cả những cái hãng điện thoại khác trên thị trường hiện nay thì đều đang theo cái phong cách đó là unisex, dạng bo cong này, bầu, phù hợp với cả nam cả nữ, thì Sony Xperia XZ1 của chúng ta vẫn giữ được cái kiểu thiết kế đó là vuông vắn, mạnh mẽ và không hề kém phần sang trọng. Và tốc độ vào ứng dụng, hiệu ứng chuyển cảnh của Xperia XZ1 thì vẫn rất là mượt mà cũng như là trơn tru. Và với con chip đó là Qualcomm Snapdragon 835, RAM là 4GB thì sản phẩm này hoàn toàn có thể sử dụng tốt từ 1 đến 2 năm nữa mới trở nên già yếu. Vậy là vừa rồi thì mình đã tổng hợp lại cho các bạn top những chiếc điện thoại trong phân khúc giá rẻ tốt nhất mà không có xuất xứ từ Trung Quốc. Và các bạn thấy như thế nào, hay là các bạn có ý kiến nào khác không? Hãy cùng nhanh tay comment ở phía dưới phần bình luận để chúng ta có thể thảo luận thêm nhé. Và đừng quên là hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!